là đối với cái người thân mà đã qua đời chúng ta rồi đó, thì cái việc chúng ta cúng thí ra sao? Thì trước khi mà chúng ta nói đến cái việc mà chúng ta dâng cúng đến cho cái người thân của chúng ta, thì chúng ta hỏi chứ, vậy chứ người thân chúng ta chết rồi đó, chết là hết hay còn cái gì nữa? Mà nếu người thân chúng ta đó mà còn đó thì bây giờ ở đâu, đi về đâu và sống như thế nào? Rồi chúng ta sẽ tìm cái người thân của chúng ta đó ở cái cảnh giới nào, và làm sao mà mình có thể tin được, để mình nghĩ tới cái chuyện là cái mà mình nghĩ là ta gọi là tử biệt rồi đó. Làm sao mà lại có thể là mình có một cái niềm tin để mình có thể gắn bó với người thân của mình? Thì chúng ta thử làm cái cuộc khảo sát nhỏ xíu thôi, rồi từ đó chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút nữa. Thì ai cũng có chứng kiến cái chết mà. Từ cái chết của cái loài vật cho đến cái chết của con người, thì tất cả chúng ta đều thấy khi mà chết rồi đó, thì coi như cái xác thân này á, nó trở thành như là cái khúc củi mục vậy thôi, nó đâu còn có giá trị gì nữa đâu. Hơi thở không còn nữa, thì cái thân này nó trở nên vô dụng rồi. Rồi đó còn tìm gặp ở đâu nữa? Thì mà cúng, mà hướng về, thì xin trả lời rằng cái đời sống của những chúng sinh trong cõi dục mà có cái xác thân nó dễ thấy là nó hiện thân nơi cái thân nam thân nữ này, hoặc là gần gũi hơn nữa thì chúng ta sẽ thấy là các cái loài vật như gia súc ở trong nhà, như con trâu, con bò, con heo, con chó, con dê chẳng hạn, các loài cá, các loài tôm, các loài chim, vân vân, rất là nhiều loại súc sinh đủ loại như vậy đó, thì chúng ta đã thấy cái chết của nó. Rồi chúng ta thấy cái chết của con người, thì chúng ta thấy là cái xác phàm này nè, nó trở thành cái thi hài, nó trở thành cái thây ma, nó trở thành cái xác chết, và người ta phải đem đi chôn, hoặc là đem đi hỏa táng, hoặc là đem đi thủy táng, đâu có dùng gì nữa. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái đời sống đó, nó kết hợp hai cái phần, một cái phần vật chất thô chính là cái thân của chúng ta đây, một phần vật chất mịn nó chính là cái tâm của chúng ta đây. Như vậy thì cái thô này nó kết hợp, mà theo như lời của Đức Phật dạy đó, nó kết hợp bằng tứ đại đất nước lửa gió, thì thân cát bụi này sẽ trả về cho cát bụi. Tức là cái vật chất thô này khi nó không còn hơi thở thì nó là một cái vật chất vô tri, và nó sẽ tan hòa trong cái tứ đại hết, không còn sử dụng gì được nữa hết, và không hề có tái sanh. Nhưng mà những gì nó thuộc về ở trong cái đời sống nội tâm chúng ta đây thì nó là vật chất mịn, cho nên nó sẽ có một cái sự sống riêng của nó. Nó không phải tồn tại bất biến, nhưng nó tồn tại dưới một cái dạng sinh động của nó. Nó vẫn sinh, vẫn diệt, và có khi nó an trú vào trong một cái hình thể mới. Và theo như trong Vi Diệu Pháp thì một sát na tử là một sát na sanh. Tức là vừa cái sát na tử nó vừa làm xong cái nhiệm vụ là nó cắt đứt hay là
nó kết thúc cái một cái kiếp sống, thì một sát ra liền kề là tái sanh. Như vậy tái sanh về đâu? Tái sanh về đâu trong 31 cõi luân hồi này? Để chúng ta tìm hiểu thì chúng ta có thể thấy trong kinh điển ghi rất là rõ. Nếu như một người mà sống giữ cái đạo lý làm người, không có làm trái với cái gọi cái phẩm chất của con người đó, tức là cái người này năm giới, từ giới thô đến giới tế đều gìn giữ không có phạm. Không những không phạm, người này đó còn biết hành giới, tức là làm cho năm cái giới đây mình không có phạm, nó nằm trong cái thụ động. Thì bây giờ mình làm cho nó tích cực. Ví dụ mình không trộm cắp tài sản của bất cứ ai hết, không xâm phạm, dù cái nhỏ mấy cũng không xâm phạm. Nhưng mà hằng ngày với cái nghề nghiệp mưu sinh của mình, chúng ta tạo ra của cải để mà làm nên cái đời sống của bản thân và gia đình mình, và đóng góp vào trong cái sự phát triển và cái sự tồn tại của một cái xã hội, thì đó là hành giới. Khi chúng ta chi xài bất cứ một cái gì thì chúng ta đều có một cái sự cần kiệm, đều có sự gìn giữ những cái gì mà tài sản chung cũng như tài sản riêng, chứ chúng ta không có phung phí, không có bừa bãi, thì đó là chúng ta đã góp phần vào cái việc duy trì và làm cho cái đời sống xã hội đó ngày nó càng phát triển hơn lên, cũng như cái đời sống gia đình của chúng ta đó duy trì cái mức sống có thể ngày một thoải mái hơn. Và như vậy nó sẽ góp phần cho cái đời sống gia đình và cái đời sống xã hội đó ngày nó một thêm vững chắc, và nó là một cái cách sống mà chúng ta cảm thấy rất là bình an. Chúng ta đây không giết hại bất cứ một người nào, bất cứ một chúng sinh nào, nhưng mà chúng ta còn nuôi sống mà. Chúng ta nuôi bản thân mình, nuôi người thân trong gia đình mình. Chúng ta làm từ thiện, chúng ta trợ duyên cho bà con ruột thịt của mình, cho xóm giềng của mình, cho xã hội của mình, và có khi đã vượt cả cái biên giới để chúng ta trợ duyên cho những nơi nào mà chúng ta hiểu là nơi đó, cái người sống ở đó đang hết sức là khó khăn, thì chúng ta cần kiệm để mà chúng ta có dư ra, thì cái phần dư này là cái phần chúng ta trợ duyên. Cho nên chúng ta không làm tổn thương cái mạng sống của chúng sinh khác, mà chúng ta tài bồi cho sự sống, và chúng ta chia sẻ, chúng ta nâng đỡ nơi nào mà cái chúng sanh đó, con người đó gặp khó khăn thì chúng ta nâng đỡ. Và những cái việc làm đó chúng ta gọi là hành giới. Mà nó đi từ trong cái việc mà dễ thấy, đi luôn trong cái vấn đề mà nó tinh tế. Nhà mình có người bệnh thì thuốc thang chúng ta lo đầy đủ, ăn uống chăm sóc đầy đủ, nhưng mà bằng với tất cả cái tấm lòng của chúng ta, bằng tất cả cái thương yêu đặt vào trong đó. Và có bao giờ chúng ta nghĩ đó là hành giới không? Bao giờ chúng ta nghĩ rằng đó là phước báo không? Và bao giờ chúng ta nghĩ rằng những cái ấm áp trong cái tình cảm mà chúng ta san sẻ với người thân đây, với cái người hoạn nạn mà chúng ta gặp đây, mà chúng ta chia sẻ với tất cả cái tấm lòng của chúng ta,
Nó là một cái sự nối kết về ân nghĩa, về tình tự của một con người. Và đây là một cái đường nối thứ nhất mà chúng ta sẽ thấy. Rồi đây trong cái việc mà chúng ta cúng kiến, chúng ta gửi đến người thân của chúng ta đó, thì chúng ta thấy con đường nối nằm đây. Như vậy thì chúng ta thử hỏi coi đó, bây giờ một người chết đi mà nói là tái sanh liền đó, thì tại sao lại còn cúng kiến? Nhưng mà chúng ta hỏi tái sanh về đâu? Nếu một người giữ được năm giới không có phạm, từ giới thô đến giới tế, rồi lại còn đó biết hành giới nữa, thì tu tập bao nhiêu đó đó, người này có thể sanh thiên, tức là sanh về thiên giới, về cõi trời mà chúng ta gọi là Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu như đó mà tất cả những cái điều này đó mà nó chưa đủ cái phước báu để tái sanh ra cõi chư thiên đó, thì là cái con đường kế tiếp ấy, chúng ta tái sanh lại làm người. Còn khi nào trong năm giới mà có phạm, năm giới đều phạm, hoặc là một giới, hoặc hai giới, hoặc ba giới, bốn giới, vân vân, mà có phạm, phạm nhiều thì khác, phạm ít thì khác. Và trong cái giới mà gọi là cái giới thứ năm, mà nói là con cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say làm mê mờ tâm trí. Và tất cả Phật tử này chúng ta đều biết rằng lời dạy của Đức Phật có nói rằng đó, là trong năm giới mà chúng ta thọ đây đó, mà phạm cái giới thứ năm rồi đó, thì bốn giới còn lại đó phạm một cách dễ dàng. Lý do rằng khi mà những cái thọ dục ở trong thế gian này mà người ta hưởng đến đội mà nó gọi là mê đắm, chìm đắm trong cái dục lạc đó, thì nó mê mờ, nó che khuất. Cho nên cái chữ nghiện nó xuất hiện, có nghĩa là người ta ăn, người ta uống, người ta hưởng một cái gì đó, hiểu không? Uống rượu nè, ma túy nè, nghiện game nè, nghiện tình dục nè, nghiện tiền tài danh vọng nè, nó che mờ cái tâm trí người ta. Đó là tâm si đã che khuất. Và khi nó che khuất như vậy đó, thì chúng ta chỉ thấy cái quyền lợi của mình, thấy cái ước mơ của mình, thấy cái tất cả đều phải tập trung về mình trong cái sự ích kỷ đó, mà chúng ta không màng tới cái sự sống của người khác. Chúng ta làm tổn thương cái sự sống của người khác. Thì khi phạm vào cái này rồi đó, nó che mờ, che khuất như thế này, thì cái con đường gần gũi nhất khi mà cái người này trong cái sát na tử kết thúc một kiếp người này đó, cái sát na sanh đó, mà phước báu á, sanh vào thế giới của súc sanh các loại. Nhớ đó, trong năm giới mà chúng ta phạm vào trong những cái giới này, thì từ cái mà nhẹ cho đến nặng, thì cái con đường tái sanh thấy rõ. Cho nên là phạm vào cái giới thứ năm, cái chuyện đầu tiên đó mà may mắn nhất đó, là sanh vào súc sanh các loại. Cái thứ hai là người ta sẽ sanh vào trong ba cái cõi khổ nữa: súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Thì chúng ta nhìn cái luật pháp của kia, khi mà phạm cái tội mà luật nhà nước mà đưa đến cái bản án tử hình, hoặc là có những cái nơi đó
người ta không có tử hình, nhưng người ta chung thân không ân giảm. Có loại chung thân có ân giảm, có loại chung thân không ân giảm. Thì như vậy đó, đó là án tử. Thì những cái tội đó đa số đều rơi xuống địa ngục. Đó là cái thế giới mà đen tối, là đắm chìm và ác nghiệp đã tạo ra. Cho nên đối với thế gian đó là án tử, mà đường tâm linh thì sẽ rơi vào trong cái tâm tối đó, trong nhiều tầng cấp và không biết bao nhiêu kiếp sống, không tính được. Nó chỉ có thể thoát ra được đó khi mà tỉnh táo, sáng suốt, biết được thì thoát được, còn không cứ vùi lấp trong đó mà thôi. Cho nên chúng ta để ý, chúng ta thấy khi những người mà tội nặng mà ra tòa đó, thì thông thường họ nói cái gì họ nói, nhưng mà họ có hai thái độ mà thôi. Một cái thái độ là họ cảm thấy những cái việc của họ làm là đúng, và nếu cho làm lại họ sẽ không thay đổi. Một cái thái độ thứ hai là khi ra trước tòa đó thì họ thành thật khai báo, họ ăn năn, họ hối lỗi, và họ nói rằng nếu như mà phải lâm lại một cái tình cảnh đó đó thì họ không dám làm như vậy. Cho nên cái người mà ra trước tòa đó mà cảm thấy rằng là việc mình làm là đúng và mình không thay đổi gì đó, thì người ta sẽ lún sâu vào trong cái ngục tối và đi triền miên cho đến khi nào người ta thấy việc làm đó là sai, việc làm đó là phải dừng lại, việc làm đó là không có nên mà tiếp tục. Còn cái người mà biết sám hối, biết vươn lên, dẫu cho cái án nặng mấy mà họ đọa đày đó, họ cũng biết rằng họ sai, và họ nói rằng họ không dám làm nữa. Và trong cái tâm tối đó, họ sẽ có một cái con đường sáng để họ đi ra. Và đi như vậy, nó lần đi trong rất nhiều kiếp, chứ không phải là một kiếp. Bây giờ tới một cái cảnh giới nữa gọi là Atula. Atula này có Atula thiên và Atula địa, tức là có những cái vị mà Atula này đó ở trên quê cõi trời, và có những vị đó thì ở trên cái thế gian như là chúng ta đang ở vậy, ở trên cái quả địa cầu này người ta đang ở vậy. Và cái Atula thì xin nói rất là gọn và nói rất là rõ để cho quý vị thấy. Trong cái nhà mình đó, mà cứ là người nói qua người kia nói lại, chồng vợ cũng ít có thuận hòa với nhau mà gọi là khắc khẩu, rồi anh em trong nhà cũng vậy, rồi đó mẹ con cũng vậy, cha con cũng vậy. Một cái gia đình mà khắc khẩu, nói tới thôi, nói tới là coi như là giống như là nó rỗn rãng, nó khua động đó. Thì là xin báo trước là tất cả những cái cuộc cãi giả, tất cả những cái mâu thuẫn đó, khi thì êm ấm, khi thì thuận hòa, khi thì cọc cằn, khi thì thô tháo với nhau đó, thì đó là một cái gia đình đó hứa hẹn khi mà đóng cái đắp hòm rồi đó, sẽ gặp nhau trong thế giới của Atula. Và đó là cái thế giới mà cái tâm của người ta đó là cái phần tốt, với cái phần tâm tối đó, hai cái đó đó người ta không có rõ được, cho nên người ta không kiềm chế được cái sự bất mãn, cái sự không hài lòng, cái sự khó chịu, cái sự bực bội của mình, và người ta cứ đổ trúc hằng ngày với nhau đó. Thì cái thế giới Atula là thế giới của cái đời sống là như vậy. Đó là thế giới của Atula. Và còn một cái thế giới nữa mà chúng ta gọi nó là cái thế giới của quỷ khổ. Thì thế giới của quỷ khổ này đó, thì tạm thời chúng ta có thể nói hai nhánh, chứ còn cái chi tiết của nó thì cực kỳ đa dạng. Thì chúng ta chia ra làm hai, đó là cái thế giới của ma
và thế giới của quỷ. Quỷ cũng rất là nhiều loại mà ma cũng rất là nhiều loại. À, nhưng mà chúng ta nói chung chung những cái điểm chính để chúng ta dễ nắm thôi. Vậy chúng ta hỏi ma là gì mà quỷ là gì? Ma với quỷ giống nhau chỗ nào mà khác nhau chỗ nào? Thì chúng ta nói đó, ma với quỷ nó giống nhau ở chỗ nó đồng ở trong cái cõi khổ. Và đồng là những cái chúng sinh mà trong năm giới đó không gìn giữ được. Và đặc biệt là trong giới thứ năm đó, là những cái người này đó là chỉ là sống cái đời sống dục lạc của thế gian mà không hướng về tâm linh, không khai mở tâm trí của mình để mình sáng sủa, để mình biết rằng đó gieo nhân nào gặt quả đâu. Khi mình tức giận lên, khi mình cằn nhằn cử nhử lên, khi mà mình không hài lòng, bực bội, cao mày khó chịu, mình có biết gieo cái nhân gì không? Gieo nhân sân. Và khi mình không biết thì mình tâm tối, mình cứ nói mình đúng, mình cãi hoài, thậm chí quánh nhau rồi cũng chưa, cũng còn muốn quánh nữa. Thì cái đó là cái si nó trùng khắp. Và cái nhân sân, nhân si nó khởi lên đấy. Và nó tâm tối, nó che khuất đó. Và trong sân nó có hai cái nhánh của nó đi. Một cái nhánh đó là nó tác động ở bên ngoài, tức là ăn miếng trả miếng, người ta tát mình cái, mình tát lại hai ba cái, người ta đánh mình cũng không nhịn, người ta chửi mình cũng không nhịn. Tức là hai bên xung đột và đi đến bạo lực với nhau. Cái sân hận nó đi một cái đường bên ngoài, một cái sân hận nó đi vào cái đường bên trong. Chuyện xảy ra buồn quá, không có muốn nói cái gì cả, nói thì sợ mất lòng, không dám nói nữa. Nhưng mà buồn, chuyện này xảy ra cũng buồn. Thấy tủi thân tủi phận. Nhiều khi đó khóc một mình, than thở cũng than thở một mình. Cái tiêu cực nó chiếm lĩnh ở bên trong. Cho nên khi mà cái sự tàn phá của tâm sân nó không tàn phá được bên ngoài, nó sẽ tàn phá ở bên trong. Và như vậy đó, ma tái sinh trong cõi ma là đầu tiên nó bị che khuất. Quỷ cũng bị che khuất, cho nên là cái cõi quỷ khổ nó đứng chung với nhau hai cái nhánh đó. Nhưng mà quỷ khổ khi nó gặp cái hoàn cảnh bức bách đó, thì nó dùng bạo lực để nó tấn công ở bên ngoài. Cái hung dữ nó sẽ khởi lên và cái bạo lực nó sẽ khởi lên. Đó là cách ứng xử của quỷ. Còn cách ứng xử của ma là khóc, là buồn, là than oán, là coi như là không có vui quay được. Hai cái cách khác nhau, nhưng mà nó chung một cái nơi sống. Và tất cả những chúng sinh mà trong bốn cái cõi khổ bị che mờ vì cái trí tuệ tâm linh của mình không khởi sanh lên được đó, thì đã dẫn như con người chúng ta nó đi hai con đường. Hai con đường đó là gì? Đó là có con đường đó trong cái tâm tối, trong cái khổ sở đó, vẫn giữ được cái căn lành của mình, cái thiện lành của mình, hướng về cái điều tốt, hướng về điều lành. Thấy mình sai thì ăn năn hối lỗi và nguyện đó, mình không có làm điều sai, không có làm điều bậy đó. Thì thường những cái vong linh đó đó hay vào những cái đền, hay vào những cái chùa, tức là những nơi thiêng liêng mà người ta có hướng tới cái người mà chết mà lên đên không có biết là coi như là trôi dạt về đâu đó, thì thường những người đó họ tìm đến những cái chỗ đặc biệt là nơi chùa, người ta đến đây để mà người ta tá túc ở trong cái ngôi chùa. Và đó là người ta sẽ phụ giúp một cái gì trong chùa để giữ gìn công quả trong chùa. Và người ta nghe kinh nghe kệ, mặc dù không được vô tránh điện nhưng mà bên ngoài vẫn nghe được. Và tức là người ta hướng về cái điều lành. Và mỗi một cái người đó có cái tôn giáo nào đó thì họ tìm về cái tôn giáo đó.
và họ hướng về cái điều lành. Còn một cái nhánh thứ hai trong cái thế giới của người khổ đó là cái gì mà họ đã phải ôm theo để họ bị đọa đày trong cảnh giới của họ đó, thì họ không buông ra, họ không có thay đổi, họ chấp chặt những cái đó, và họ cứ thế mà họ sống trong cái lệch lạc, trong cái tâm tối của họ, họ không thấy được đi. Rồi trong cái chỗ đó đó, họ tạo tác những cái điều sai nữa để họ cứ cái khổ này, rồi ra khỏi cái khổ một chút thì lại rơi xuống, ra khổ chút rồi lại rơi xuống. Họ cứ quằn trong các cái cổng khổ đó mà họ luân hồi. Còn khi những người mà hướng tới cái điều thiện đó, hướng tới cái điều lành đó, thì cái con đường của người ta đó có thể trở lại làm người. Cho nên những lễ cầu siêu, những cái lễ mà chúng ta cúng kiến, chúng ta cầu nguyện đây đó, là giúp cho những người trong cõi khổ được siêu sanh tịnh độ. Tịnh độ tức là một cái nơi, một cái cõi sống mà đã được bình an, tốt đẹp. Có nghĩa là cái người đó sẽ tái sanh vào một cái nơi mà cái nơi đó những cái quả nghiệp tốt lành của họ được trổ sạch. Cho nên nó gọi là tịnh độ. Mà siêu sanh là gì? Là khi mà cái sự sáng suốt của mình đó, mà nó chớp lên một cái đó, là thấy đường ra. Cho nên là nó bị che bởi một cái tầng cấp đó là cái si mê, cái tâm tối, cái vô minh nó đè nặng vậy. Mà một cái tia chớp nó sượt ra thì người này thấy đường đi ra. Cho nên chúng ta tụng kinh đây, chúng ta cầu nguyện đây, chúng ta làm lễ xuyên suốt luôn, để từ trong cái thanh tịnh của cái tâm cái người tụng kinh đây đó, thì nó làm cho một cái từ trường thanh tịnh, khiến cho những người ở trong cõi khổ đó, người ta bớt cái khổ đau, cái tâm người ta bớt nó nhảy lên những cái dịp bất thường này, mà nó từ từ nó êm dịu lại, nó êm dịu lại, êm dịu lại. Rồi khi người ta nhận được cái tình thương của người thân người ta, người ta nhận được cái từ bi từ trong cái lời cầu nguyện của tăng ni, nó hình thành một cái từ trường mát mẻ êm ấm, và đột nhiên người ta sáng ra, người ta hiểu tại sao mình phải làm ma, tại sao mình phải làm quỷ đây, mình đã sai cái gì, thấy rõ rồi. Thì cái giờ đó nó gọi là siêu sanh tịnh độ. Thì cái sát na đó tỉnh ra và có thể là nhập vào thai bào của một người mẹ là con người đây. Và cái người mẹ đó là cái người mẹ có đức độ, là cái người mẹ đó ở trong một cái gia đình mà cơm ăn áo mặc không thiếu. Thì cái tịnh độ nó nằm chỗ đó. Và tịnh độ cũng nằm trong các cõi chư thiên. Thì chúng ta chưa có đắc thiền định sắc giới, chưa đắc thiền định vô sắc giới, thì 20 cõi trời sắc giới và vô sắc giới chúng ta không thể có mặt được. Nhưng mà 6 cõi trời dục giới đây đó là do giữ giới và hành giới đó, thì cái chuyện có mặt là chuyện có khả năng xảy ra. Thấp nhất là chúng ta sẽ làm người và ở trong cái gia đình mà chúng ta sẽ hưởng bằng những cái phước báo của mình đã tạo ra, và phước báo đó được trổ sạch. Đó, chúng ta hiểu một cách khái quát như vậy để cho chúng ta có một cái nhìn chung. Rồi sau đó là chúng ta sẽ đi vào trong kinh điển. Và hôm nay thì Tâm Tâm không phải là nói tất cả kinh điển đâu, nhưng mà giới thiệu cho quý vị thấy đó. Hỏi có ma không? Thì người đó có, người đó không. Nhưng mà đây, khi Đức Phật mà 45 năm còn tại thế đó, giảng pháp cho bá tánh, và sau này là trở thành tứ chúng của Đức Phật đó, là chư tăng, chư ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ, thì gọi là tứ chúng của Đức Phật đó. Thì 45 năm giảng dạy đó là đã được tập hợp lại.
đã được trùng tuyên lại và đã được in ra bằng chữ, và nó để lại chúng ta tam tạng kinh điển là tạng kinh, tạng luật và tạng Abhidhamma, tức là tạng vi diệu pháp. Và sau này đó, khi mà Phật giáo phát triển, tức là mở rộng ra đó, thì chúng ta có cái Phật giáo Đại Thừa, còn gọi là Phật giáo phát triển Mahayana. Và Phật giáo phát triển này đó, thì chúng ta cứ hình dung như thế này. Phật giáo Theravada gọi là Phật giáo mà nguyên thủy đó, thì giống như là sữa nguyên chất. Còn Phật giáo Mahayana là Phật giáo Đại Thừa đó, thì giống như bây giờ đó, cái sữa nguyên chất này nè, mà đến một cái xứ sở mà cái người dân đó trồng táo và thích ăn táo, thì người ta ép nước táo vào trong sữa đó uống. Nơi này trồng dâu thì ta ép nước dâu đó vào trong cái sữa để người ta uống. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà đạo Phật, thí dụ như đến Trung Quốc, thì nơi đó đó cái văn hóa cũng như là cái tín ngưỡng của cái người Trung Quốc đó, hoặc là những cái người mà gọi là những cái bậc hiền triết ở trên cái xứ sở đó đó, mà ta có ảnh hưởng rất là lớn đối với lại cái đời sống về cái văn hóa cũng như là tâm linh của một dân tộc đó, thì cái đó là nho, cái đó là táo, nó pha vào trong cái dòng sữa mà gọi là nguyên chất của Đức Phật giảng đó. Cho nên chúng ta sẽ tìm thấy trong Phật giáo Đại Thừa có tư tưởng của Nho, có tư tưởng của Lão Trang, và sau này là Chư Tổ đó triển khai ra để mà cho nó phù hợp với đệ tử của mình, với cái thời đại của mình và với cái duyên của thầy trò với nhau. Thì kinh điển mở rộng ra đó là phải nói là đến đất nước nào thì cũng đều có. Riêng Việt Nam của mình đó, thì chúng ta sẽ thấy cái nho, cái táo của mình đây. Ví dụ như Phật giáo Hòa Hảo là nói rằng là con người ta phải thành nhân rồi mới thành Phật. Thì thấy không? Thành ra nó phối hợp vào trong đó. Rồi Vũ Sơn Kỳ Hương chẳng hạn vậy. Hoặc là mấy cái nữa thì thôi, chúng ta tạm thời nói như thế để cho mà thấy rằng là khi đến đất nước của mình thì nó cũng phải có cái thuận hợp. Còn cái gì mà giữ được nguyên chất thì vẫn giữ, cái nào mà người ta có thể làm cho đó nó thuận hợp với là cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái phong tục tập quán của cái người dân cái xứ đó đó, thì ta phối hợp lại để mà coi như là toàn thể đều có thể uống được cái sữa nguyên chất này. Thì như vậy đó, thì hỏi chứ cái này có hay không, thì xin trả lời là cái bộ kinh, toàn cái bộ kinh đó, đó thì kinh Trung Bộ nè, kinh Tăng Chi nè, đặc biệt là Tiểu Bộ Kinh. Thì Tiểu Bộ Kinh là xin nói rõ cho quý vị là nó có hai cái quyển kinh, đó là Thiên Cung Sự và Ngã Quỷ Sự, tức là viết cái chuyện về cái thế giới chư thiên ở cõi dục và cái thế giới của quỷ. Mà cái thế giới của quỷ này đó là, tức là thế giới của quỷ khổ là gồm có ma và quỷ, và cái thế giới này là cái thế giới mà cực kỳ đông đảo, mà cái thế giới mà cái người sống chúng ta đây đó trợ duyên đây. Thì thí dụ như bây giờ sư cô nói là trong kinh Trung Bộ đó, thì nó có cái bài kinh số 50, đó là bài kinh Hàn Ma, tức là làm cho mấy con ma này là nó phải quy hàng, nó phải quy phục đó, để kinh Hàn Ma. Thì trong cái kinh Hàn Ma này đó, sư cô nói một đoạn thôi để cho quý vị nghe được cái cách của kinh đó, thì sư cô đọc một đoạn ngắn cho quý vị nghe. Thì đây là ngài Mục Kiền Liên đang đi kinh hành, thì có một cái ác ma đó nó nhập vô. Và chúng ta nghe đúng cái đoạn kinh, sư cô không có diễn tả ra mà cho quý vị nghe đúng cái đoạn kinh. Lúc bấy giờ Tôn giả Maha Mokkala Nhá
đang đi kinh hành ngoài trời. Khi ấy, ác ma đi vào trong bụng của tôn giả Mục Kiền Liên và ở trong bao tử. Rồi tôn giả Mục Kiền Liên mới suy nghĩ, nay sau cái bụng của ta nó lại nặng nặng như cái gì mà chồng chất quá đầy vậy. Rồi tôn giả Mục Kiền Liên từ chỗ kinh hành đi vào tự viện, ngồi nghỉ trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, tôn giả Mục Kiền Liên chánh niệm và tôn giả thấy ác ma đi vào trong bụng và đang ở trong bao tử. Thấy vậy, tôn giả Mục Kiền Liên mới nói với ác ma: hãy đi ra ác ma, hãy đi ra ác ma, chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai, chớ có khiến cho ngươi bị bất hạnh, bị đau khổ lâu dài. Rồi ác ma mới suy nghĩ: vị sa môn này không biết ta, không thấy ta, lại nói như sao? Hãy đi ra ác ma, hãy đi ra ác ma, hãy đi ra ác ma, chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử của Như Lai, chớ có khiến ngươi bị bất hạnh, bị đau khổ lâu dài. Chính vị bổn sư cũng chưa biết ta như mau vậy, tại sao vị đệ tử này có thể biết ta nhanh như vậy? Rồi tôn giả Mục Kiền Liên nói với ác ma như sao: này ác ma, ta biết ngươi, ngươi đừng có nghĩ rằng là vị ấy không biết ta. Ngươi là ác ma. Này ác ma, ngươi nghĩ như sao? Vị sa môn này không biết ta, không thấy ta, lại nói như sao? Hãy đi ra ác ma, hãy đi ra ác ma, chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử của Như Lai, chớ có khiến cho ngươi bị bất hạnh, đau khổ lâu dài. Chính vị bổn sư cũng không biết ta mau như vậy, làm sao vị đệ tử này có thể biết ta? Rồi ác ma suy nghĩ như sao? Vị sa môn này biết ta, thấy ta, và nói như sao? Hãy đi ra ác ma, hãy đi ra ác ma, chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai, chớ có khiến cho ngươi bị bất hạnh, đau khổ lâu dài. Rồi ác ma từ miệng của tôn giả Mục Kiền Liên bước ra, đứng dựa nơi cửa miệng. Tôn giả Mục Kiền Liên thấy ác ma đứng dựa nơi cửa miệng, bèn nói với ác ma: ác ma, ở đây ta cũng thấy ngươi, ngươi chớ có nghĩ rằng vị ấy không thấy ta. Này ác ma, này ngươi đang đứng nơi cửa miệng ta. Này ác ma, thuở xưa ta là ác ma tên Đu Xí, chị ta tên là Ca Lý. Ngươi là con trai của chị ta, như vậy ngươi là cháu của ta. Vậy thấy không? Chúng ta hiểu rằng Ngài Mục Kiền Liên á là một vị có thần thông mà đang đi kinh hành mà ác ma đã nhập vào được, nó vô trong bụng luôn. Và khi mà Ngài nói nó là nó không tin, nó nghĩ rằng Phật còn chưa biết lẽ vậy, làm sao mà ông biết lẽ vậy, nó không tin. Nhưng giờ là Ngài đã nói lai lịch luôn mà: người đứng ở ngay cái kĩa miệng ta, ta biết ngươi là ai. Tại vì tiền kiếp xa xăm đó, ta cũng là mặt ác ma tên là Đu Xí, chị ruột của ta tên là Ca Lý, và ngươi á, là con của chị của ta, ngươi là cháu của ta, ta biết rõ nè. Thành ra mình hỏi ma nhập có không, thì cái bài kinh này trả lời. Mà nó quậy như thế nào á, thì cái bài kinh này có luôn. Thành ra đây là cái bài kinh mà thuộc về cái tập kinh Trung Bộ, và cái bài kinh đó là bài kinh số 50. Là nói để cho quý vị thấy là đây là kinh điển, chứ không phải mình muốn nói mà nói đâu.
Thì bây giờ sư cô giới thiệu với quý vị một cái chuyện mà để trả lời rằng có ma hay không có ma đó. Thì đây là trong cái tập truyện về kinh Pháp Cú, mà cái kinh Pháp Cú đó là số 133 và 134 đó. Thì chúng ta có thể về coi cái tập truyện mà kinh Pháp Cú số 133, số 134. Thì sư cô lấy một đoạn thôi. À, cái đoạn này đó là nói về cái một vị tỳ kheo và một cái con ma. Và vị này đó là khi mà làm đệ tử của Đức Phật đó là tu một thời gian, thì vị này đó là đã đắc quả A-la-hán, tức là thành Phật luôn. Vị đó là trưởng lão Khung-đa-đa-nhá. Thì chúng ta nói cái chuyện mà khi vị này là một cái tỳ kheo còn đang tu tập chứ không phải là chứng đắc. Thì cái vị trưởng lão này khi xuất gia đó thì nó có một cái điều lạ như nè. Vị này đi đâu thì cũng có một người nữ đi theo, mà tất cả mọi người xung quanh đều thấy hết, chỉ riêng cái vị tỳ kheo này đó thì không thấy gì hết. Ví dụ như vị này đó là ở trong cái liêu cốc của mình mà bước ra đó, thì tất cả mọi người đều thấy rằng vị này đi trước có người nữ đi làm sao. Rồi khi vị này bưng cái bình bát đi khất thực đó, thì ai cũng thấy có người nữ đi theo. Thành ra khi người ta cúng dường cho vị tỳ kheo này xong rồi đó, thì người ta không biết là cái người nữ này là đi theo để hầu cái vị tỳ kheo này làm sao, cho nên người ta cũng có chia cho một chút thức ăn. Nhưng mà vị sư này không hề biết. Và hãy cứ đó, là vị này đi đâu, đứng đâu, ngồi đâu, làm cái gì đó, thì tất cả mọi người xung quanh đều thấy có một người nữ đi theo. Giờ chỉ riêng có cái vị tỳ kheo này là không biết thôi. Thì cái chuyện này đó là nó có vô do một việc này. Là trong cái chuyện tiền kiếp đó có hai cái vị tỳ kheo này đó, là hai huynh đệ này rất là thân với nhau, và tu thì tu chung một cái thiền viện, và khi hành thiền thì hành thiền với nhau, khi tụng kinh thì tụng kinh với nhau, khi chấp tác thì chấp tác với nhau, mà khi đó là tụng giới thì cũng đi tụng giới với nhau. Thì hai người rất là thân thiết nhau và nâng đỡ nhau trên con đường tu tập. Thì một hôm đó là có một cái thiên nữ trên cõi trời đó là mới đứng vén cái màn mới nhìn xuống thế gian, thì thấy hai cái vị sư này đó thân thiết quá, thì tự nhiên đấy cái người này mới lóe lên cái suy nghĩ đó, là mới muốn đùa bây giờ thân quá không, bây giờ mình tách ra chơi vậy đó. Tức là cái người này có cái phước báo ở kênh cung trời, nhưng mà những cái quế nghiệm chưa có sập, cho nên là cái lòng đố kỵ đã khởi lên. Mà cái thiên nữ này không nhìn ra, chỉ có thấy nó xuất hiện nơi mình đó, như là một cái trò chơi thú vị. Cái tâm mà ganh tị đó, nó sẽ làm cái hành vi nó gọi là đâm bị thóc, thọc bị gạo. Người ta đang đó, thân thiết với nhau phải nói làm sao cho tan rã. Cho nên là cái gia đình quý vị hạnh phúc thì người ta cũng không có hài lòng, người ta phải chọn. Và cái chọn mà tan rã nhanh nhất đó là người ta cướp chồng cướp vợ của người khác. Thì ngoài cái tà dâm đó ra, nó còn có cái tội nó gọi là đâm bị thóc, thọc bị gạo. Tức là cái mối quan hệ gì của người khác mà tốt đẹp đó thì mình chịu đựng không có đổi. Cái lòng đố kỵ của mình đó, nó như là một cái chất cường toan vậy, nó rỉ ra mà không thấy. Tiên nữ này không thấy. Cho nên đây nghĩ đây là một cái trò vui. Hai ông đi tu mà hai ông thân quá ha. Để thành Phật rồi thành Phật lượt phải không? Để tôi thử một cái đó, được cho hai ông còn thân nhau nữa không? Thì á, là nghĩ xong một cái đó, là cái lúc đó là hai cái vị sư này đó là đang trên cái con đường là đi với nhau đi khất thực. Thì cái vị mà sư huynh đó mới nói với sư đệ rằng đó, để chờ huynh một chút,
để Huynh vô trong cái bụi cây này đó, chút xíu Huynh ra, tức là vị này nói vắn tắt cho dễ hiểu, tức là đi vào trong đó để mà đi tiểu. Thì vị sư huynh này, sư đệ này mới đứng đây mới chờ, bởi vì phải ôm bát ôm mi cho vị này vô trong đó. Thì khi vị này vào trong đó, đó là đi dạo vệ sinh xong rồi đi ra đó, thì chúng ta nhớ là lúc đó thiên nữ trông thấy hai người đi với nhau mà, cho nên là cái vị thiên nữ này nó mới dùng cái pháp thuật của mình đó là đi xuống liền. Thành ra cái lúc mà cái vị sư huynh này đi ra đó, thì cái vị sư đệ đứng đi chờ mới thấy, ủa sao có cái người nữ đi ra mà tóc thì vuốt vuốt vậy, rồi sửa lại y, sửa lại áo vậy, mà cái dạng nó ngoẻn ngoẻn giống như mắc khở vậy đó. Thì cái vị sư đệ này mới hết hồn hết vía, mới nói mình có nhìn lộn hay không vậy, mà sao sư huynh mình là tới đây cái đòi vô cái bụi, rồi bây giờ từ cái bụi này đi ra để có cái chuyện kỳ quái như thế này. Thì khi cái vị sư huynh bước ra đó, thì cái vị sư đệ mới nghiêm nét mặt lại, mới nói á, để không ngờ đó huynh là một cái con người mà nó tà quấy đến như vậy, một cái đường đi khất thực như thế mà tà dâm cũng khởi lên là sao. Thì vị sư huynh này mới nói là, để nói cái gì vậy, huynh không có hiểu gì hết. Thì sư đệ mới nói nè, tại sao mà huynh nói với đệ rồi huynh đi vào trong đó, mà bây giờ huynh ra là một người nữ đi ra mà sửa y sửa áo rồi vuốt tóc rồi ngoẻn là cái gì? Thôi đừng có chối nữa, chính đệ đây là thấy tận mắt chứ không có nghe ai nói cả, rõ ràng như vậy không có sai, huynh không có cãi được với đệ đâu. Thế là cái người sư đệ này mới ôm cái bình bát đi tắt ra, không đi chung nữa. Và từ cái bữa đó đó, là khi mà trở về trong cái chỗ mà tu tập chung đó, thì hành thiền thì vị này cũng sách cái tọa cụ của mình đi ngồi chỗ khác, ăn cơm thì cũng không có ngồi chung, mà tụng giới cũng vậy, phải ngồi cách biệt nhau, và coi như là không nhìn mặt sư huynh, tại vì đó sư huynh quá bậy bạ. Thì đây là một cái trò đùa. Cho nên là trong cái thế giới của ma, trong thế giới của quỷ, mà ngay cả cái chư thiên thấp quế nhiễm nó còn đó, thì cái gì nó cũng có thể xảy ra. Cho nên hỏi ma có không, thì đây là cái bài kinh có thể trả lời cho mình thấy rằng là có ma hay là không có ma. Bây giờ xin